Ngày 26 tháng 3, tại Trường Trung học Phổ thông Quốc tế EVF Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2023 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Dự chương trình có đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Đồng chí Bùi Hoàng Phan, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, cùng các đồng chí Thường trực Thành đoàn Hà Nội, Huyện ủy Thanh Oai và Huyện đoàn Thanh Oai. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với đoàn viên. Phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức đoàn tại những nơi có đoàn viên, thanh niên sinh sống, làm việc, nhưng chưa có tổ chức đoàn. Chương trình cũng nhằm tập hợp, vận động đoàn viên công tác, sinh sống ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, khu nhà trọ, các khu vực chưa có tổ chức đoàn. Từ đó, tích cực đề xuất các ý tưởng phát huy sáng kiến, nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tiếp tục tập trung thực hiện các hoạt động thiết thực ý nghĩa, không chỉ trong ngày 26 tháng 3 hôm nay, mà trong suốt cả năm 2023, để mỗi ngày đều là ngày đoàn viên, để mỗi tháng đều là tháng thanh niên, và ở mỗi nơi đều thấy dấu ấn và đóng góp của tuổi trẻ, cũng như của tổ chức đoàn. Nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên có ít điều kiện được sinh hoạt đoàn, được tham gia thường xuyên các hoạt động của đoàn, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của đoàn viên đối với tổ chức đoàn, đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của đoàn viên. Năm 2023, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn là dịp ý nghĩa, quan trọng để mỗi cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của đoàn, đồng thời tự nâng cao nhận thức và hành động, góp sức xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo Huyện đoàn Thanh Oai tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên toàn địa bàn như trao quyết định thành lập chi đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện. Thành đoàn Hà Nội trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Cao, cánh thành sân chơi và tủ sách cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư xã Bình Minh, cánh thành công trình thanh niên, sân tập thể thao thanh thiếu nhi xã Bích Hòa. Cùng với đó, nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày đoàn viên cũng đồng loạt triển khai trên địa bàn huyện như gia quân các đội hình vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, gắn biển công trình hàng cây thanh niên xã Thanh Mai, liên hoan múa lân sư dòng thanh niên Thanh Oai lần thứ 1 năm 2023 xã Tam Hưng, tổ chức tuyên truyền lưu động, cấp căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử. Các công trình phần việc thanh niên được triển khai thực hiện có tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Ngày đoàn viên năm 2023 là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thủ đô, nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động tình nguyện sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp thanh niên đến với tổ chức đoàn hội. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của mỗi đơn vị và cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội, tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội của thành phố được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.